em, chắc cái clip này là anh em sẽ thích. Thì hôm nay con bò ngàn mình đang vô cho nó một số đồ chơi. Sẵn có những cây bô hồi xưa á, rồi mình sẽ hướng dẫn anh em lên bô theo sở thích của anh em như thế nào. Ví dụ như đây là mình có gắn cái lon SC, thì đây là một cái lon mà anh em rất là ưa chuộng, đó là SC. Và mình sẽ test hết tất cả các loại bô tùy theo dòng để cho anh em coi. Mình sẽ test cây megaphone này luôn, là nó có nhiều dòng bô. Cây này, bô này là hình như là cho dành cho MotoGP nè, bô này không nỉ. Thì mình sẽ test hết cho anh em và sẽ phân loại âm thanh cho anh em là sẽ cái nào ok, cái nào anh em phù hợp, để anh em lựa chọn một cây bô hợp lý để mà mình sử dụng, mình chơi Tết hay là mình chơi lễ gì đó. Ví dụ ở đây là cây Arao. Cây Arao này hồi đó mình nhớ là hình như là 8 triệu. 8 triệu cây Arao này cũng ok. Nó mỗi cây lon bô lại sẽ ra mỗi cái âm thanh khác nhau nha. Để mình bỏ qua đây cái, rồi mà lát nữa mình sẽ quay cho thằng em nó gắn vô rồi nó test luôn ha. Đây, các loại nha anh em. Thì cái cây này thì nó cũng âm thanh nó na ná như cái mấy cái lon đùi gà, mà lon mà tầm lỡ anh em hiểu không? Còn cái này là ồn ào. Tiếc là không có AR để chết test cho anh em luôn ha. AR thì nó cũng giống như nó là ná như SC thôi, nó ồn hơn chút xíu. Rồi, đây là cái cây Akamovic. Cây này hình như hồi đó là 20 mấy triệu á. Cây này sẽ dành cho anh em những thích tiếng trầm ấm. Rồi, thôi chắc mình không có nói nhiều nữa. Mình sẽ test bô liền cho anh em. Ok anh em ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ test cái tiếng. Mình tháo mic ra nha anh em. Từ từ, anh Trương đã nói ở đây ha. Mình tháo cái mic ra để cho cái âm thanh nó thực tế nhất có thể. Thì bây giờ mình sẽ test cái lon SC trên con xe này trước nha anh em. Rồi, ok, lên. Cảm thấy thế nào? Như mình là mình thấy nó với CBR 1000 thì cái lon này nó có một cái độ cũng ấm, nhưng mà nó hơi rát nha anh em. Khi mà nạt lên này nó hơi rát một chút xíu, thì nó sẽ hơi ồn chút xíu thôi nha, cũng không có quá ồn, nó hơi ồn thôi đó. Thì anh em nào thích âm thanh thế nào, âm thanh này ai thích thì điểm danh nha anh em. Rồi, ok, thì tiếp theo mình sẽ lắp cây nào, em chọn cây nào? Ồn dữ ha, lắp ồn dữ ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ lắp megaphone lên. Không có mập ha, không có mập cho nó test ha. Tiếp theo là cây megaphone đâu của MotoGP ha. Cây này mình cũng không biết gọi là cái gì nữa, từ. Đây nè. Cái này lâu lắm rồi. Đó, thì cái cây này á, do cái này mình không có làm cổ cho cái cổ này nha anh em. Cho nên mình chế này mình gắn vô cho nghe đỡ thôi nha. Anh em đừng nhìn thấy tấu hài nha anh em. Rồi, nghe chắc ổn á. Thì em đề sao anh bay qua vịnh, anh cầm máy mà. Kiểu cái lon này á, mà anh em đi thì người kế bên hoặc người ngồi sau khó chịu cực kỳ nha anh em, mà nó ồn phá làng phá sớm á. Này dành cho mấy đứa trai trai người ngoại quốc khoái chí.
Rồi ok. Rồi thôi, cái lon này thì nó rất là ồn ha, đi thì cũng rất là khó chịu. Rồi ok, kết luận gì đi. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái lon rau. Lon này thì bình thường, dễ chơi, dễ chịu nha anh em. Rồi lại chế nữa, do cái họng này nó bị lỡ cỡ anh em. Họng này không có dư với lại cái cổ này nha. Cổ này mình làm cho SC với lại cái lon dài, cho nên nó hơi dư. Mình chế cái cổ cho anh em nghe đỡ nha anh em. Rồi ok, nãy giờ hết 100.000 xăng rồi đó. Lon này thì trầm âm, dễ nghe, dễ chịu. Lon này trầm ấm, dễ nghe, dễ chịu, gọn gàng, sạch sẽ. Ok, chơi được nha anh em. Không có quá ồn, cũng không có quá rác, cũng không có quá nhỏ, vừa đủ xài. Rau, ok. Rồi, xong rồi. Bây giờ tiếp theo là cây cuối cùng, cây hai mấy vít. Ok. Cái lon này là cái lon cuối cùng, cũng là cái lon dài trầm ấm, nó giống như lon zin của AK Movit. Và cái lon này rất là phù hợp với lại CBR 1000 ha. Theo mình thấy thì cái lon này là phù hợp với lại CBR 1000 nhất. Đó, quay cho anh em coi. Rất là phù hợp với lại CBR 1000. Thì cái này mình đã làm một cái cổ để dành cho cái lon này luôn rồi. Thì chừng nào mình muốn gắn thì mình gắn vô thôi. Đó. Rồi, bây giờ cho anh em nghe tiếng bô đi. Rất là dễ chịu ha. Đúng rồi. Thì nó cũng có tiếng Wi-Fi, nó hơn Bojin nhiều á, cũng nhiều. Nói chung là đi cái này nó đẹp, lịch sự, dễ coi, dễ chịu. Đó, anh em nào không thích sự quá ồn ào thì có thể gắn cái lon dài, rất là đẹp ha. Nhìn nó rất là hợp với lại 1000 luôn. Đó, rồi anh em cho sự lựa chọn đi ha. Anh em thích mẫu nào? Đó, ồn ào quậy phá, ồn là quá vừa, ồn ồn quá ồn, ồn ồn, ồn vừa đủ và ồn lịch sự. Đó, thì anh em chọn bô nào thì anh em cứ comment bên dưới nha. Ok anh em, cảm ơn anh em. Chúc anh em một ngày làm việc thiệt là nhiều sức khỏe. Anh em nào cần mà giao lưu, trao đổi, mua bán xe thì cứ liên hệ shop mình ha. Số điện thoại 0916640653 hoặc qua địa chỉ trực tiếp 106 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6. Để trực tiếp giao lưu, trao đổi, mua bán xe nha anh em. Rồi ok anh em, chúc anh em một ngày làm việc thiệt vui vẻ. Bye bye anh em và hẹn gặp lại ở những clip sau.